Lam Trâm Thanh. Sản phẩm Lam Trâm Thanh đường kính phi 50 và có chiều dài là 300 mm, tương đương là 30 cm, kích thước dài 30 cm, đường kính là 50 mm, đường kính ở đây nó có một cái lỗ ở giữa này các bác nhé, các bác có thể sử dụng để cố định nó hay để lắp tạo thành dàn nam châm. Phi đường kính phi 50 nam châm thành cực mạnh siêu mạnh các bác nhé. Để sử dụng ở đây là các bác khách hàng bác sẽ sử dụng bác cái lọc cái sắt ở lẫn ở trong cái bông. Để bác cái chọn cái loại thành phi 50 như này. Lực hút siêu mạnh. Lọc bất kể cái loại sắt gì đi qua, sắt nhỏ. Ở đây ở trong cái nguyên liệu của bác ấy thì có lẫn những dòng sắt nó to nó nhỏ như bột dạng bột sắt mịn hoặc là những cái dòng có lẫn cả sắt những cái như cái hạt gạo, thì là bác cái lựa chọn cái thanh nam châm như này để sẽ hút triệt để được cho cái đường truyền băng tải của bác ấy. Đường kính phi 50 lực hút rất là mạnh thôi nhé. Ngoài ra bên em còn có những nam châm thanh khác nữa, kích thước nhỏ hơn, có thể có những đường kính nhỏ hơn như đường kính D32 này, đường kính D32 hoặc là 25 các bác nhé. Các bác mà có nhu cầu sử dụng đến các loại nam châm thanh thì các bác liên hệ qua bên em.